Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 11 tháng 4, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ trao học bổng Vừa A Dính và học bổng câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu năm học 2022-2023 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng vì COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Về phía tỉnh có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở ngành đơn vị, các nhà tài trợ và các em học sinh được nhận học bổng. Tính từ năm học 2010-2011 đến nay, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã hỗ trợ hơn 900 suất học bổng với tổng số tiền trên 900 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số. Và từ năm học 2016-2017, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu cũng đã trao gần 400 suất học bổng trị giá gần 400 triệu đồng cho các em học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các chương trình dự án như dự án ươm mầm tương lai, dự án chắp cánh ước mơ, dự án mở đường đến tương lai, dự án hỗ trợ sinh viên và chương trình vòng tay nhân ái đã hỗ trợ đồng hành cùng các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đã tặng 90 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. 3 suất học bổng dòng tay nhân ái cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất 6 triệu đồng, và 20 suất học bổng dành cho con của cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, mỗi suất 1 triệu đồng. Qua đó góp phần thắp lên ước mơ về một tương lai tươi sáng cho các em thiếu nhi, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn, khích lệ tinh thần các em phấn đấu vượt khó học tốt. Sáng nay, ông Trần Nhân Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến làm việc với Thường trực Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm về đầu tư công trên địa bàn thị xã. Cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tiếp đoàn có ông Trần Văn Diệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm. Tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm đã báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn thị xã như dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Trãi phường 1, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, hệ thống các tuyến đường trung tâm thị xã Ngã Năm kết nối quốc lộ 61B, dự án xây dựng mới đường tỉnh 938, đường Nguyễn Văn Linh, đường D3, N1 đến D2. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư như kho xăng dầu tại cụm công nghiệp Ngã Năm, nhà ở thương mại và dịch vụ phường 1, trung tâm thương mại và chợ phường 2, trung tâm thương mại phường 1. Đây là các dự án công trình giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thông hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Ngã Năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, thị xã vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Do đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thị xã Ngã Năm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và việc triển khai các dự án nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định các dự án có vai trò quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của Ngã Năm và tỉnh. Vì vậy, các sở ngành và thị xã Ngã Năm phải tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.